Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, khát vọng dân tộc độc lập, nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc là khát vọng nghìn đời của dân tộc Việt Nam trong suốt tiến trình dựng nước và giữ nước. Tháng 9 năm 1961, trả lời phỏng vấn báo Nhân Đạo của Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, nhân dân nước chúng tôi có ý chí phi thường là do lòng tự trọng muốn sống làm người, chứ không chịu làm nô lệ. Qua hàng nghìn năm lịch sử, nền độc lập và chủ quyền của đất nước luôn được nhân dân ta gìn giữ bởi tinh thần yêu nước, ý chí quật cường không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh tiêu biểu cho dân tộc Việt Nam là hiện thân của khát vọng dân tộc độc lập, đất nước tự do, con người hạnh phúc. Tháng 9 năm 1961, trả lời phỏng vấn báo Nhân Đạo của Đảng Cộng sản Pháp, Bác nêu rõ, nhân dân nước tôi có ý chí phi thường là do lòng tự trọng muốn sống làm người chứ không chịu làm nô lệ. Hàng vạn người con đất Việt biết có thể hy sinh, vẫn không chùn bước vì phía trước là độc lập dân tộc, là thiêng liêng tổ quốc, là toàn vẹn lãnh thổ, non sông và tự do cho mỗi người. Ra đi tìm đường cứu nước, trải qua biết bao gian lao nguy hiểm, nhưng với ý chí và nghị lực phi thường, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt qua tất cả để trở về lãnh đạo nhân dân đứng lên, lấy sức ta mà giải phóng cho ta. Bác từng nói, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Với tinh thần này, ý chí này trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến tháng 12 năm 1946, Bác viết, hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đối, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Lịch sử đã chứng minh, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần ấy, biến nó thành sức mạnh để giành lấy chính quyền, lật đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ước vọng của toàn dân được Đảng ta kịp thời tập hợp, tổ chức thành sức mạnh vô song của một dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945 là minh chứng cho ý chí Việt Nam được phát huy cao độ, tạo thành sức mạnh vô biên mà không một kẻ thù nào khuất phục nổi. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, quân và dân ta với ý chí sắt đá, lòng quả cảm và sức chiến đấu ngoan cường đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, làm nên chiến thắng vĩ đại mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Và hôm nay, khi năm 2021 vừa khép lại với nhiều khó khăn thách thức do tác động nặng nề nhiều mặt từ đại dịch Covid-19, thì cũng với ý chí ấy, niềm tin ấy, đất nước ta không những đã vượt qua mọi trở ngại khó khăn mà còn đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp, mở ra một thời kỳ mới phát triển đất nước. Chúng ta đã thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh cho toàn dân. Trong muôn vàn khó khăn, đất nước ta vẫn giữ kinh tế vĩ mô ổn định, với mức tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP là 2,58%, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, đạt được nhiều kết quả rõ nét, quốc phòng an ninh được củng cố tăng cường, quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả, vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Thưa quý vị và các bạn, cùng đất nước vững tin bước vào năm mới, mỗi chúng ta thêm nghị lực mới, quyết tâm mới ngay từ những ngày đầu năm để chung sức đồng lòng dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh, tỏa sáng hơn nữa trên trường quốc tế. Chúng ta có niềm tin, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng mạnh mẽ thì khó khăn mấy cũng vượt qua,
chắc chắn sẽ vượt qua. Chuyên mục của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.